Trung tâm Y tế huyện Tây Trà vừa chuyển hai bố con người rừng là ông Hồ Văn Thanh, 82 tuổi và Hồ Văn Lang, 41 tuổi, xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị. Được biết, sức khỏe của ông Thanh đã rất suy kiệt và cần được điều trị liên tục. Gần 10 ngày trở về sau hơn 40 năm sinh sống giữa rừng sâu, hiện sức khỏe của ông Hồ Văn Thanh đã suy kiệt, phải nằm viện liên tục để điều trị. Trong những ngày qua, ông Thanh được truyền dịch, ăn được ít cơm nhưng vẫn không muốn giao tiếp với mọi người. Trong khi đó, con trai ông Thanh là anh Hồ Văn Lang được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tây Trà chẩn đoán là sốt siêu vi và liên tục được truyền dịch uống thuốc. Cũng như người cha, anh Lang không muốn giao tiếp và rất sợ người lạ, liên tục đòi về rừng khi nói chuyện với người thân. Hiện cả hai cha con đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị.